Xin chào các bạn đến với KH English Class. Ngày nay, chúng tôi đang mục chơi trong lễ cho mọi năng nẹ tầng ọc nế ông bì mù lửa than cực này phía xa với giờ cỏ. Hơi nâng mù lửa than cực này thân ạc vì anh chân dương mô năng chấp bà đam từ càng ca sạc xa mê riêng thông mấy. Anh chân cư dương đang côn ca cực chỉ môn sân. Bạn, tỏ lỡ từ chấp bà đam cho mọi nhóm tầng ọc nế hơi trên nào bậc nhóm cư KH English Class. Bà sân bà nẹ tập tự chôn mất xong chui chọi subscribe đồng bây tự tuôn bàn. Mẹ riêng thầm mấy bần to tiền các nhóm đang thua video chạy đồng lấy để tôn tình năng về gì có hơi nâng ca riêng nâng không bị sao ăn lấy đau chạy đồng lấy chứ bị sao không ai đồng lấy bộn bộn thân ạ chạp bà đá ấm có đôi chìa thân ạ lùm ôm với con ai tạm toàn chẳng á ná bạn. Ok to chẳng các nhóm đang lược láng nâng không ca bằng riêng bọc nhóm cực nhóm lược láng ông bí sự phơ mũi đem mình chúng ta basic English grammar. Hai topic để khi nhóm năng lực là ngày này nâng dễ cứ tệ tôn tận năng ca này nôm tệ tôn tận năng phía sau ông lệ chấn một năng cho đò ca riêng phía sau ông lệ chấn nhưng thời tại đăng ông pi tùm rộng đa ấm mình này thay dân từ score ông pi ca này nôm đồng bây chỗ tự ca riêng với giờ có phía sau ông lệ tỏ lời chạp đam tự ngọt kinh hai một năng chạp đam tự cảnh mê riêng bỏ dớ xong bốn bốn để tự ngọt kinh xong tiền bích tên sắp hơi rừng mùa có tật lộp bởi chế đám đám bởi nghe xuống được không ca cầm nọt trầm nám rừng mùa có take note bằng tình bằng tuổi bạn hay nếu khi chi mê tất cả đại dương đang sắc xa tầng ọc kia. Ok, the first one you will learn the introduction of grammar. What is grammar? Chẳng tập bốn cứ nè tập ngọt nên đang xuất xa ông pì ở cài nè nóm ông pì về giờ có chẳng ta táo về giờ có cứ chiều vậy. And the second one is what is part of speech? So you will learn about part of speech and you just only learned about the definition of part of speech. Chẳng tìm biết cứ nè tập ngọt nên đang xuất xa thả tá ở vậy cứ chiều thả pì chẳng ở bốn bốn mà chấm luôn cứ còn ai đang đang ngay bây giờ còn chlon cạn thân ạ anh đâu chỉ lại em mò chỉ đào một chân chân thân ạ biết cái quạt bàn sạc xa rồi rõ lên nếu không biết sao không ai chân nếu không biết sao ông lấy có cái miên thân ạ biết đôi khi nha. And the third one you will learn how many part of speech are there chân chúng nói tí bấy bà ôn đằng thả tá part of speech miên chân luôn bà mạng chân bà ôn sạc thọ bàn sạc xa nếu không biết sao không ai tá part of speech miên chân luôn bà mạng chẳng ở lại dương màu sắc xanh không biết sao ông lấy tá thân áp bịa không biết sao ông lấy miên cho nốt bảo mạng đôi kinh. And the fourth one you will learn about what are they. So you will learn about the type or the element of part of speech. Hai chấm nói tí bốn cứ nè tầng ọc kinh nâng đăng thả tá part of speech nâng miên ở vậy khá chẳng ở dương nâng chấp đám tầng ọc kinh. Ok, ta hỏi lời mở introduction of grammar. Cái này nó bị về gì có chứng, bọn đắng á, thả ta về gì có cái gì ấy. Ta hỏi lời mở sắc xa tặng ọc nế. What is grammar? Grammar is the structure and system of a language, or of language in general. Usually, considered to consist of syntax and morphology. Chẳng này tặng ọc nế. Vậy giờ có cứ chia propon thì mới có sầm nón này phía xa na mùi giống bên này đặt phía xa na mũi cứ cắt là ngọn pi vậy giờ còn là ngày giống với cứ chia sầm nón rồi mới có propon này sầm nón này phía xa na mùi rồi có phía xa tu từ giống phía xa tu từ cứ cái tay tại mình về giờ có phải chấm phía xa bọc kia ấy giống mình phía xa cắt là mà đã ai đòi ở bên tùm rong bài bật thì nên không cá riêng ở chuyện lệ na mùi tiền giống cứ về mình phía chuyện lệ đời xa tái vì miền ở bằng cung này ở vài mối đồng bài bằng cát là ứng từ chi phía xa chẳng vì miền từng bây giờ còn này không lòng hơi này không phía xa ông lấy này đá từ ban kê chỉ thôi mà đá từ ban kê bị cha ra ná từ lời bị thả syntax hay là morphology chứ này từng ngọt nếp và hai chữ ngọt lại thả ta syntax cái chị ấy hay morphology cái chị ấy chẳng khi tham vừa giờ có việc cái chị ở sầm non này phía xa nào mùi phân tác viên miên bình châu từng bị thả syntax hay năng morphology chẳng để từng ọc nên năng sạc xa thả tác ấy cái chỉ syntax đã ấy cái chỉ morphology chẳng ảnh năng phần bỏ prime màu chỉ phải xa khám cứ mình nghe dấu lấy bình tay xong ở những từng ọc nên dấu chỉ ạc bình này này bị năng vệnh bạn
syntax. Dân syntax mình này thầm ạ. In English, syntax is the arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language. Cho nên tụi con mơ. Syntax với cư chỉ ca riêng trong này bị rưu mùi con này clear. Mình này thầy dân riêng trong bia rưu mùi con dân riêng trong clear đâm bay bóng cát để chia tùm rộng nà mùi ở bàn trong trái nữa không phải xa mùi. Cho nên tụi con này khơi nập bà dục. Bây giờ này phía xa nào mùi chân mẹn kia chắc ta đã ưu tố đôi thang khi nhóm tư xa chân nè khá có ai vậy bạn thật xa tư khi nhóm ta dân ai nâng sẽ đạp mình này cực rõ nọt bởi dân bây giờ chỉ phía xa khám ai đôi khi nha này không bị sợ lệ đôi khi nha chân cứ về miền ca rịp chom này bị rừng có clear nào mùi ở bàn trông trớ từ tam tùm rộng này bây giờ nó không phía xa nào mùi chân syntax vì cứ chỉ ca rịp chom bị rừng có ca rịp chom clear đồng bây bằng cách tùm rộng ở bàn trông trớ và lấy xong mơ từ cạnh morphology. Trên đây tôi có khi mơ biết thăm morphology. Morphology với cư chìa bị mối đại kê sắc xa từ lời tùm rung này bị. Tạo bị nâng việc cả làng dạng đổi mặt đấy. Chẳng được không phải xa không ai dưỡng cơ đôi khi vận tay còn tha côn không ai dưỡng mà chùm nốn cứ gọi đôi chìa ọt sự sắc xa si chùm rơi tại tồn ta nâng bông cung làng này bị còn là sắc xa tru tru vận tay cốt còn cái lấy khơi biết cứ gọi đăng bị ạp này vận tay bởi dưỡng nẹ sắc xa phía xa nè sắc xa phần này sắc xa cứ dưỡng nâng sắc xa lộn ọt thật tạo bị mùi nâng về cả làng về miền đám chôm rơi này bị nâng về cả làng mà bị nà ấy chẳng tới ta là mới từng ngọt kia. Morphology is the study of words. How they are formed, it analyzes the structure of words and parts of words like as stems, roots of words, prefixes, and suffixes. Okay, đó, là mấy những bản thuật sai về syntax ấy, cái thà syntax cứ chỉ bằng cung này bị rung của bậc bò này bị nào mùi nữa, để cái rịp trong lá này không phải dùng cái bản trầm trơ này không phải xa nào mùi. Vẫn tại chỗ đó morphology cứ chỉ ca sắc xa ông bị bịa vậy. Chẳng bịa, thả ta bịa mũi nó vì cả làng nhà đồn đấy. Chẳng ca sắc xa tùm rộng này bịa, hai nâng rộng điệp này bịa nó tha vì cả làng nhà đồn mà đấy. Hai mùi tiết từ ban kê bị trả ra ná rừng có cực vị phía viết từ lỡ bịa cùl rước cùl này bịa. Bịa đám, bịa bẩn thèm đám rừng mùi có bịa bẩn thèm trong ấy xem chất đám. Chẳng nên tầng ổ kênh khơi bịa mùi. Mẹn với các làng đã ảnh ái nhìn. Chúng các bạn đang biết các làng mà bị đam cùng nát mà bần tác bị khá tiết. Thôi thì bần tác biết các làng bị đam cùng nát bần tác cái ai bần thay em với ô tô bị khá cái ai bần thay em với kháng đám bị khá cái ai bần thay em với kháng chồng đâm bay ở với Prai khai tới chia tùm rộng nà mũi để dân ảnh sẽ đập bán nơi khá nông cả lại tài sản nà mũi chân dân đang sức xa ông bí. Bộ vi tầng ốc này này, syntax rừng của morphology với cử dịp này mỗi nơi khả nông về dịp cỏ. Hai nơi khả nông về dịp cỏ mình mạnh miễn tại syntax hay nâng morphology này tì bạn. Chẳng dừng đăng hái tha tầm rộng này về dịp cỏ cứ kê sắc xa ông bị rập biệt bài bọt này bịa nà mùi. Đại vì bằng cung là ứng tới chi bọc bò này phía xa nà mùi nâng ở bàn trầm trời cứ kê kết tờ lợp syntax hay morphology. Chẳng mình này tham bộ nâng dừng tới thua tầm rộng rừng có bằng cạt bởi dụng nà mùi bán. Lúc ra tại dừng miễn bịa sân. Cả nào thì dân miền bị áo ấy. Cứ dân dụ bị ấn từ bằng cung bằng chỗ kia nằm bây ở bằng cách để chia phía xa rồi một cuộc bình dục nà mùi dạng từ nơi khăn phía xa nà mùi. Ok, tỏ là dân mơ từng ở kia nha, dân mơ từ là part of speech. Chẳng, nơi khăn tùm rộng về dịch có khi nhầm năng lực là bảo sập hư mùi ní cứ tệ tôn từ part of speech. What is part of speech? Dân khi thật ta thân nạc bịa cứ chỉ ở vậy. Chúng mình gọi ta ở vậy cứ chỉ thân nạc bịa. Tạm bất tử bị thật thân nạc biển ấy, sắp hơn môi chùm nốn cứ ao ơn đi dùng bằng ấy. Ai thà năng trở liệt bị khả bẩn tích, bằng tay bị ập sơ khóc khả bẩn mạng tì. Part of speech is a term used in traditional grammar for one of the eight main category into which words are classified according to the function and sentences. Chẳng kỳ thà thân nạc biển, cứ chỉ biết đại kế sắp có, vì thà viết cứ chỉ chùm này. Mùi để thông bên đây là part of speech cứ tự bán cái cầm nọt này bịa nà mùi đại việc bị thống đại tự bán cái bàn chai chỉ thân nạp bịa tèng bẩm bầy đại bàn chai dông từ tam tu nà tí bịa nà khăn ông bà dô cả lại nếp hai chìa nè tầng ngọt khí ai nâng bà bạ dô bàn tá nè bè đè nè tầng ngọt khí khơi thân nạp bịa nè tầng ngọt khí ai nâng đăng thân nạp bịa cứ chỉ ấy chất part of speech vì còn là chỉ bịa mùi đại kê sầm co tự lưu ạ bịa tầng bẩm bảy nô tề đại kê bàn bài chạy về chắc áp biệt tầng phẩm bảy
cái nào ta kê cả lấy nó không phải dụng nào mỗi cái đằng à thả o vì mình tuần tỷ a vì mình tuần tỷ a ta bị cho nó tỷ tăng tròn nán vì mình tuần tỷ a chẳng tại bạn khi ta lấy từ bật to tiết how many part of speech are there ở trong play time a cái lại này nè part of speech trong cuộc time as the part of speech. Ok, how many part of speech are there? Chẳng kỳ thật ta thật nạp biết miên phần màn. Ok, cả lại nên việc cứ chưa chụm ngọn muối ở xa mẹp khá nhóm, đơn xa tại khá nhóm khởi ai cái xa. Mà chụm đốn cứ có tờ xây lán thá, thả nạp biện miên phẩm bầy, hay nẹ khá tiết. Nếu khá nông ai cái xa xây tiết, rồi mua có blog xây tiết để có lực lán cứ miên phẩm buồn. Phần ta, nơi khá nạp bên ít khá nhóm xong lực lán tại phẩm bầy tế bộ đơn xa nhóm dùng từ tam sập hư, đây là nhóm lực lán bạn. There are each part of speech. Chứ người ta thả nạp biện miên tay chụm môn phẩm bầy dê. Okay, another one. What are they? Chúng ta thân nạc bia nè. Mình ở vầy khá. Cả nà thì dừng lưu bia ta thân nạc bia. Ta thân nạc bia nó mình ở vầy khá. Chúng ta bấy mình ở khá. Noun. Noun chứ bây giờ không ai mình ở thân niêm mẹ nè. Chúng ta lấy nhóm mà toàn từ bệnh chuyện. Ở chữ ba tế thật ta niêm cứ chữ ấy thế. Vẫn ta dù còn đừng cầu dẫn. Thân nạc bia bao nhiêu mình bấy. Cứ chạp đám tìm mối cứ noun. Niêm. Tìm bí cứ word. Verb cứ ấy cái kệ đi giả sắp. Ok, hãy tiếp bấy adjective. Adjective cứ chỉ côn là niềm. Hãy mới tiếp adverb. Adverb cứ chỉ côn kệ đi giả. Hãy tiếp bám pronoun. Pronoun cứ chỉ sọp là niềm. Prepositions. Preposition cứ chỉ thân nét. Conjunctions. Conjunction cứ chỉ chân nót. And the last one, interjection. Hay trong cái đó, việc cứ chỉ interjection, việc cứ chỉ ưu tiên là sao? Mình chẳng tên phẩm bày này, để tặng ngọt khả niên nâng sạc xá. Xin dùm rồi, ta lờ thả nạp biện này mùi này mùi. Chẳng nâng mê riêng và to tiết nè, tặng ngọt khả niên nâng sạc xá, ta tạo với chỉ nào, ta nào nguyên bật ấy khá là, hay ta nào nó cả là rồi mở cho nó tì tăng ná, cứ nè tặng ngọt khả niên nâng sạc xá ông bì vì. Hay, nếu cứ chỉ cái này nó bậc nhóm hay trong cái đó cứ xem ở cùng để để tạm đàn này trong video này hay complete chú ý cho subscribe mà kèm channel nó bậc nhóm KH English Class đồng bày từ bàn video mới riêng để toàn toàn năng bây giờ có xem tiếp bạn xem ở cùng xem group liền.